Trong những ngày giữa tháng 10 năm 2023, PV của VTC News đã ghi nhận một bức tranh u ám tại vùng ven biển Thạch Hà, Hà Tĩnh, một công trường dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê hoang phế, nơi hàng loạt tài sản và cơ sở hạ tầng quan trọng bị bỏ hoang và suy tàn. Cánh cổng vào dự án này đã bị đóng cửa suốt nhiều năm, chìm trong sự hoang tàn, rỉ sét và cả những biểu hiện rêu phong che kín các biển thông tin. Bên trong, các máy móc khổng lồ trị giá hàng tỷ đồng từng phục vụ việc khai thác quặng nay đều xuống cấp và bị hoen rỉ. Các tòa nhà và nhà xưởng trông hoang tàn, mái tôn lung lay và có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Những trang bị và thiết bị hiện đại một thời giờ đây đã hoen rỉ và trở thành đống sắt vụn với ít khả năng sửa chữa. Các đường ống nước lớn từng phục vụ quá trình khai thác quặng giờ chỉ còn là đống phế liệu, bị cây cỏ phủ kín sau một thời gian dài bị bỏ hoang. Những xe cầu, máy xúc và xe chở nhiên liệu dành cho việc khai thác cũng bị rỉ sét và hỏng hóc nghiêm trọng. Các kho chứa vật tư đã bị đóng cửa và mái tôn trên đang chuyển dần thành một đống siêu vẹo sau nhiều năm không được tu sửa. Xung quanh khu vực của dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê, có khối quặng lớn nằm vương vãi mà không được sử dụng. Khá gần công trường khai thác là một hồ nước lớn và sâu, hình thành từ quá trình thăm dò và khai thác quặng cách đây hơn 10 năm. Những hệ lụy từ dự án mỏ sắt Thạch Khê còn xa lớn hơn thế, hệ thống giao thông cũng bị ảnh hưởng đáng kể, đường xá dẫn đến dự án mỏ sắt thường trở nên hỏng hóc và nguy hiểm. Điều này đã gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và ảnh hưởng đến an toàn của người dân đi lại. Tình trạng này đã đẩy người dân vào tình trạng cô lập khi họ gặp khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ cơ bản và cơ hội làm ăn. Cuộc sống vùng quanh dự án mỏ sắt Thạch Khê đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng và sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng là cần thiết để giải quyết vấn đề này.